Hello anh em, đã quay trở lại chuyên mục tin tức trên kênh của One Way và anh em hãy cùng mình điểm qua xem tuần vừa xong có những tin tức nào hot nhá. Let's go. Trước khi bắt đầu video thì những em nào đang quan tâm những sản phẩm iPhone, iPad, MacBook hay là đang hóng những tin tức khuyến mãi vô cùng hot thì hãy truy cập ngay website của One Way để biết thêm chi tiết nhá. Đến với tin tức đầu tiên, nếu như trước đây RAM là một linh kiện, nếu anh em muốn nâng cấp thì sẽ phải nâng cấp ở bên ngoài, thì giờ đây đã có một hãng điện thoại cho anh em download RAM và nâng cấp RAM trực tiếp ở trên chính chiếc smartphone của mình. Đến với tin tức đầu tiên thì một hãng smartphone đã cho phép người dùng download thêm RAM. Từ một trò đùa, giờ đây thì việc download thêm RAM đã trở thành sự thật. Một trong những trò đùa thường gặp trên các hội nhóm công nghệ chính là download thêm RAM. Và mỗi khi có ai đó than rằng PC của tôi chạy chậm quá thì các thành viên khác thường đùa rằng hãy tải thêm RAM đi. Và sau đó họ sẽ dẫn link đến một website đó là downloadmoreram.com, một website cho phép người dùng tải về RAM qua mạng Internet một cách hoàn toàn miễn phí. Nhưng đương nhiên đây chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Vậy nên downloadmoreram.com sẽ không giúp PC của người dùng chạy mượt mà hơn, mà họ sẽ bắt buộc phải bỏ tiền nâng cấp thành phần cứng nếu muốn có thêm dung lượng RAM. Thế nhưng mới đây Oppo đã trình làng công nghệ mới cho phép người dùng có thể nâng cấp dung lượng RAM của smartphone thông qua phần mềm. Và công nghệ này được Oppo đặt tên là RAM Plus và sẽ có mặt trên một số dòng smartphone như là Reno 5, A94 và A74. Vậy RAM Plus hoạt động ra sao? Theo như mô tả của Oppo, RAM Plus sẽ chuyển một phần bộ nhớ trong của máy là ROM để trở thành RAM, và chỉ với một cú chạm bên trong ứng dụng cài đặt, người dùng có thể sẽ nâng tới 7GB dung lượng RAM, và tính năng này sẽ được cài đặt bên trong giới thiệu về thiết bị. Người dùng sẽ lựa chọn dung lượng RAM cần mở rộng, sau đó khởi động lại máy để áp dụng. Tất nhiên thì người dùng sẽ có trải nghiệm hiệu năng tối ưu hơn nhờ dung lượng RAM được mở rộng và hỗ trợ tăng khả năng xử lý dữ liệu, giảm tỷ lệ tụt khung hình và phân mảnh RAM. Và RAM Plus giúp quá trình chuyển đổi giữa các ứng dụng đang chạy nền trở nên mượt mà hơn và tận dụng tối đa được phần cứng của điện thoại. Ngoài ra, Oppo còn hỗ trợ 3 mức tùy chọn RAM Plus khác nhau, giúp người dùng linh hoạt trong việc điều chỉnh kích thước RAM tùy theo nhu cầu. Và tính năng RAM Plus này sẽ có mặt trên các dòng máy như Reno 5, A94 và A74 trong các bản cập nhật sắp tới. Và chiếc Reno 6 sắp tới được Oppo ra mắt, dự kiến cũng sẽ được tích hợp tính năng này. Đến với tin tức thứ hai, trong sự kiện MWC 2021 thì chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra 5G đã được bình chọn là chiếc smartphone tốt nhất trong năm vừa qua. Đến với tin tức thứ hai, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G được vinh danh là smartphone tốt nhất tại MWC 2020. Và giải thưởng này nêu bật lên những giá trị vượt trội của Samsung Galaxy S21 Ultra 5G về phần cứng, phần mềm và các dịch vụ đi kèm. Và tính tới thời điểm hiện tại, Samsung Galaxy S21 Ultra là chiếc smartphone cao cấp nhất của Samsung, và chiếc smartphone này có giá hơn 30 triệu đồng này đã giành được giải thưởng smartphone tốt nhất, đánh bại mọi đối thủ từ các thương hiệu khác. Và cụ thể tại lễ trao giải Global Mobile Award được tổ chức sự kiện MWC 2021 hôm 28 tháng 6 vừa qua, thì Galaxy S21 Ultra đã giành giải thưởng hạng mục smartphone tốt nhất. Và giải thưởng này nêu bật lên những ưu điểm vượt trội về phần cứng và phần mềm và dịch vụ đi kèm, và S21 Ultra 5G đã thể hiện một cách xuất sắc nhất và được mô tả là một chiếc smartphone Android tốt nhất từng được Samsung ra mắt. Và Galaxy S21 Ultra mang tới một thiết bị có thiết kế đẹp, hiệu năng mạnh mẽ, camera xuất sắc và có tính sáng tạo cao. Và đây cũng là chiếc Galaxy S đầu tiên hỗ trợ Boot S Pen, một trong những tính năng độc quyền mà trước chỉ thấy ở trên dòng Note. Và không chỉ có Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung còn một chiếc smartphone nữa cũng giành giải thưởng trong hạng mục này, đó là chiếc Galaxy S20 FE. Chiếc smartphone này nổi bật với mức hiệu năng trên giá thành cực hấp dẫn và cung cấp một trải nghiệm flagship với một mức giá rẻ hơn nhiều so với dòng S20 series. Tại thị trường quê nhà Hàn Quốc, dòng Galaxy S21 series, đặc biệt là phiên bản tiêu chuẩn, được xếp hạng là chiếc smartphone bán chạy nhất trong quý 1 vừa qua. Mặc dù không có số lượng cụ thể, tuy nhiên thị phần của Samsung tại nước này đã tăng 3% từ 64% lên 67% trong khoảng thời gian 1 năm và tăng 9% so với quý tài chính nước đó. Trong top 10 smartphone bán chạy nhất Hàn Quốc thì Samsung có mặt tới 7 chiếc máy và Apple đứng vị trí thứ 2 với 22% thị phần, và chiếc iPhone 12 cũng là chiếc smartphone bán chạy thứ 2 tại nước này. Đến với tin tức tiếp theo thì như em đã biết, trong suốt thời gian vừa qua, những con chip dòng A của Apple luôn luôn đem lại một hiệu suất đồ họa cực kỳ tốt. Nhưng mới đây thì chip Exynos 2002 của Samsung có lẽ đã lộ ra một điểm hiệu năng nó còn tốt hơn rất nhiều so với chip Apple A14 trên iPhone thế hệ 12. Chip xử lý Exynos đầu tiên trang bị GPU AMD đã lộ điểm hiệu năng và đè bẹp iPhone 12 Pro Max về hiệu suất đồ họa. Và hồi đầu năm nay, Samsung đã thông báo sẽ sớm ra mắt một bộ vi xử lý Exynos cao cấp tích hợp GPU Radeon của AMD.
và Samsung đã thông báo sẽ sớm ra mắt bộ vi xử lý đó. Mặc dù không tiết lộ mức độ cải thiện hiệu suất của bộ vi xử lý Exynos mới là bao nhiêu, nhưng một số nguồn tin nhận định rằng con chip mới của Samsung sẽ đánh bại A14 Bionic mới nhất của Apple. Và ngày hôm nay, Ice Universe đã tiết lộ rằng Samsung hiện đang thử nghiệm một con chip Exynos mới dựa trên lõi CPU Cortex A77 và GPU Radeon của AMD. Một bức ảnh chụp màn hình của ứng dụng đo điểm chuẩn đồ họa 3D Mark của con chip Exynos này cũng được tiết lộ. Và theo đó, con chip Exynos với GPU AMD đạt điểm hiệu năng đồ họa 8134 trong thử nghiệm wildlife với tốc độ khung hình trung bình 50fps. Theo đó, con chip Exynos với GPU AMD đạt điểm hiệu năng đồ họa 8134 trong thử nghiệm wildlife với tốc độ khung hình trung bình là 50 frame. Để so sánh, chip A14 Bionic trong iPhone 12 Pro Max đã đạt điểm hiệu năng là 7442 với tốc độ khung hình là 40 frame trong thử nghiệm tương tự. Và tuy nhiên, đây chỉ là một thử nghiệm sớm và chúng ta sẽ không rõ được tiến hành trong điều kiện như thế nào và nhiệt độ con chip là bao nhiêu vì nó có thể duy trì mức hiệu suất này liên tục trong bao lâu. Nhưng đây vẫn là một tin rất đáng mừng khi cuối cùng cũng có một con chip dành cho smartphone Android có thể đánh bại chip của Apple về hiệu suất đồ họa. Bộ vi xử lý Exynos 2002 còn có thể cung cấp hiệu suất tốt hơn nhiều kết quả trên khi sử dụng các lõi Cortex X2 và Cortex A710 mới nhất của ARM, nhanh hơn nhiều so với Cortex A77 được sử dụng trong thử nghiệm của Samsung. Tuy nhiên, ngay cả khi trang bị GPU của AMD, thì chip Exynos trong thử nghiệm của Samsung vẫn chưa thể đánh bại chip M1 5nm được trang bị trong iPad Pro 2021 và máy tính Mac của Apple. Chip M1 được trang bị trong các thiết bị kích thước lớn hơn, khả năng tản nhiệt tốt hơn, đạt 17.000 điểm cho thử nghiệm hiệu suất đồ họa wildlife của 3D Mark. Đến với tin tức tiếp theo ngày hôm nay thì Xiaomi Mi 12 đã chính thức chốt được ngày ra mắt và sẽ có rất nhiều nâng cấp, đặc biệt đó là về camera của nó. Nếu như trước đây dự đoán Galaxy S22 sẽ được trang bị camera 200MP thì Xiaomi Mi 12 được ra mắt vào cuối năm cũng được dự đoán như vậy. Mặc dù dòng Mi 11 mới chỉ được ra mắt được nửa năm, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, các thông tin rò rỉ cho biết Xiaomi đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển thế hệ Mi 12 tiếp theo được dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Xiaomi Mi 12 được cho là đi kèm khá nhiều nâng cấp đáng chú ý, đặc biệt là về yếu tố camera. Theo một nguồn tin từ Leaker Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, Mi 12 sẽ là một trong những dòng smartphone đầu tiên trang bị cảm biến siêu độ phân giải 200MP do Samsung sản xuất. Và trước đó, các hình ảnh render mới về Galaxy S22 cũng lộ diện và cho thấy có sự nâng cấp vượt trội về camera. Một trong số đó bao gồm cảm biến 200MP của Samsung. Và Xiaomi thường giới thiệu dòng flagship của mình sớm hơn Samsung. Do đó, khả năng Mi 12 sẽ là chiếc smartphone đầu tiên trang bị cảm biến siêu độ phân giải này. Và hồi 2019, khi Samsung công bố cảm biến 108MP đầu tiên, thì Xiaomi cũng là nhà sản xuất đầu tiên trang bị cảm biến này cho smartphone của mình. Và cụ thể là trên biết chiếc Mi CC9 Pro và Mi Note 10 Series, sau đó mới là dòng Mi 10 và Galaxy S20. Ngoài ra, giống với Galaxy S22, Xiaomi cũng có thể hợp tác với Olympus, thương hiệu camera có tiếng trong lĩnh vực nhiếp ảnh để cải thiện chất lượng hình ảnh của mình. Là dòng flagship cao cấp nên Xiaomi 12 cũng được trang bị con chip được dự đoán là Qualcomm Snapdragon 895 và máy cũng sẽ giữ nguyên màn hình Quad HD Plus 120Hz cao cấp và có thể sẽ được nâng cấp về thời lượng pin cũng như công nghệ sạc nhanh. Hiện tại chúng ta mới chỉ đang đứng ở quý 3 của năm 2021 và phải ít nhất là cuối năm nay Xiaomi mới cho ra mắt thế hệ flagship mới. Trong khi đó Samsung là đầu năm sau theo như dự lịch ra mắt thường niên. Và trong tháng 8 này Samsung sẽ tung ra thế hệ smartphone siêu cao cấp là Galaxy Z Fold 3. Tuy nhiên đây không phải là dòng flagship chủ lực mà Samsung với những nâng cấp vượt trội như là dòng S. Đến với tin tức cuối cùng ngày hôm nay sẽ đến từ một thương hiệu điện thoại của Việt thì mới đây CEO Nguyễn Tử Quảng của BKAV đã có những bài post liên quan đến chiếc B Fold 5 sắp được ra mắt trong thời gian tới. Mới đây trên mạng xã hội, CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng đã hé lộ những thông tin đầu tiên về thế hệ B Fold tiếp theo. Kể từ chiếc B Fold 3 thì BKAV đã đi theo lối thiết kế màn hình tràn đáy với viền màn hình ở dưới mỏng nhưng viền ở trên lại tương đối dày. Tuy nhiên, thiết kế này của B Fold mang tới một trải nghiệm toàn vẹn, không bị gián đoạn như màn hình đục lỗ hay tai thỏ. Nhưng phần viền trên vừa dưới có độ dày không cân xứng cũng khiến cho không ít người dùng cảm thấy vừa mắt. Và trên chiếc B Fold thế hệ thứ 5, có vẻ như BKAV phần nào sẽ khắc phục vấn đề này. Cụ thể, theo chia sẻ của ông Quảng, các kỹ sư BKAV đã tối ưu thêm 0,2mm viền màn hình. Và ông Viết đã viết rằng, với những nhà sản xuất có triết lý và ngôn ngữ thiết kế riêng, chỉ 0,2mm thôi cũng đã tạo ra sự khác biệt và chúc mừng team cơ khí đã tối ưu thêm được 0,2mm màn hình theo yêu cầu của tôi để thiết kế B Fold thế hệ thứ 5 được như ý. Đi kèm với bài đăng này, ông Quảng cũng đã đăng tải hình ảnh về cấu trúc của chiếc B Fold 5.
Có thể thấy độ dày của phần viền là X mm, đồng thời có nghĩa việc BKAV chưa muốn tiết lộ con số chính xác. Tuy nhiên, dựa trên bản vẽ, có thể thấy BKAV chưa triệt tiêu hoàn toàn phần viền trên của B-Phone, và chiếc B-Phone sắp tới vẫn sẽ có một phần chán rô tương tự như những thế hệ cũ, cũng chỉ là mỏng hơn một chút thôi. Và trước đó, cũng như trên mạng xã hội, ông Quảng đã gọi thành tích này của BKAV là giải quyết được vấn đề cả thế giới đang muốn. Hiện tại, BKAV vẫn chưa có công bố thời điểm ra mắt B-Phone 5. Thế nhưng với việc B-Phone B86 đã lâm vào tình trạng hết hàng trong hơn 2 tuần vừa qua, rất có thể B-Phone 5 sẽ sớm ra mắt trong những tháng tới. Và đó là những tin tức mình tổng hợp được trong tuần vừa qua. Nên anh em thấy sao thì hãy comment bên dưới để anh em chúng ta cùng bình luận nhé. Và đừng quên like và subscribe kênh của OneWay. Và ngoài ra, những em nào quan tâm những sản phẩm iPhone, iPad, MacBook thì hãy nhớ ghé thăm OneWay tại địa chỉ mình sẽ để trên màn hình, hoặc đơn giản hơn nữa là truy cập website onewaymobile.vn, onewaymacbook.vn. Và xin chào và lại anh em ở những video sau. Bye bye.